cụ thọ thiện hiện lại bạch phật ba la mật đa và tất cả pháp nếu theo thật nghĩa đều không có sự sai biệt đây kia hơn kém thì do nhân duyên gì mà nói bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với bố thí vân vân các ba la mật đa là tối là thắng là trưởng là tôn là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng phật dạy này thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu theo thật nghĩa thì ba la mật đa và tất cả pháp đều không có sự sai biệt đây kia hơn kém. Nương thế tục nên nói có tác dụng, nói có sai biệt kia đây hơn thua, thiết lập bố thí ba la mật đa, thiết lập tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì muốn độ thoát sanh lão bệnh tử có tác dụng thế tục của các loại hữu tình nhưng sự sanh lão bệnh tử của các hữu tình đều chẳng phải thật có chỉ giả đặt ra mà thôi vì sao vì hữu tình không có nên biết các pháp cũng không có sở hữu bát nhã ba la mật đa sâu xa liễu đạt tất cả hoàn toàn không có sở hữu có thể có tác dụng cứu vớt hữu tình thế tục khỏi sanh lão bệnh tử Do đó nên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, đối với bố thí Ba la mật đa vân vân là tối là thắng, là trưởng, là tôn, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Thiện hiện nên biết như truyền Luân Vương có ngọc nữ quý báu, đối với người nữ trong nhân gian là tối là thắng, là trưởng, là tôn, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Bát nhã Ba la mật đa cũng vậy đối với bố thí ba la mật đa vân vân là tối là thắng là trưởng là tôn là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng cụ thọ thiện hiện lại bạch phật vì nhân duyên gì mà phật chỉ tuyên nói bát nhã ba la mật đa đối với bố thí ba la mật đa vân vân là tối là thắng là trưởng là tôn là diệu là vi diệu là thượng là vô thượng phật dạy này thiện hiện do bát nhã ba la mật đa này có khả năng khéo nhiếp thủ tất cả thiện pháp hòa hợp hướng nhập trí nhất thiết chí an trụ bất động dùng vô sở trụ làm phương tiện cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế đối với các thiện pháp có thủ xả chăng phật dạy không, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp không thủ không xả. Vì sao? Này thiện hiện vì tất cả pháp đều chẳng thể thủ, chẳng thể xả.